Mẹ ơi, ơi. Nước đi. Cảm ơn con nha. Mẹ ơi, con ra trường 2 năm rồi mà con không xin được việc. Mẹ có buồn con không? Mẹ buồn. Mẹ buồn dữ lắm. Và mẹ buồn cười á. Gì vậy? À, giỡn. Nghiêm túc nè. Con không xin được việc á. Mẹ có buồn không? Có, mẹ có buồn. Mà mẹ lo cho con nhiều hơn á. Mà mẹ nghĩ lại á, bây giờ sinh viên nó ra trường nó thất nghiệp quá trời luôn, rồi làm trái ngành trái nghề tùm lum hết trơn á. Mẹ nhìn con á, mẹ thấy là rồi từ từ nó cũng tìm được việc thôi, cho nên là không có gì phải lo ha. Nhưng mà con lo. Con lo gì á? Con tìm được việc rồi. Con tìm được việc rồi hả? Dạ. Việc gì con? Việc gì? À, dạ thì thông dịch viên, đúng theo ngành con học đó. À, thông dịch viên ha. À, làm công ty nào con? Dạ công ty Phương Nam á. À, đầu tuần sau là con được đi làm rồi. Con đi giặt đồ nha. Bé hai, hộp gia đình gấp, không cho bé ba biết. Trật tự. Bé ba mới nói với mẹ là nó tìm được việc rồi, mà lúc nói chuyện với mẹ nó cứ ngập ngừng, làm như nó có gì muốn giấu mẹ hay sao á. Bây giờ bốn đứa con đi điều tra giùm mẹ, mà tuyệt đối không được nói cho bé ba biết nghe không. Đi thu thập thông tin rồi tối ngày mai mình họp tiếp giải tán. Mấy đứa thu thập được thông tin gì á thì báo cáo đi. Dạ, con coi lát của chị ba á, con thấy hả toàn mail chị ba gửi đi xin việc không mà không có mail nào mà người ta kêu chị ba đi làm á hay là phỏng vấn gì hết á. Con để ý, con thấy nó nói chuyện điện thoại với bạn của nó mà nó lắm la lắm lấy nó chạy ra ngoài, con không biết nó làm cái gì nữa. Con kiểm tra điện thoại của chị ba á thì thấy chị ba nhắn tin với một cái chị nào đó tên là Hằng. Con đâu có dám đọc nhiều đâu, nhưng mà đại loại trong tin nhắn của chị ba á là kiểu chị thuyết phục chị ba làm công việc gì đó được tới 3.000 đô lận á mẹ. Cái gì? Làm gì mà tới 3.000 đô dữ trời? Dạ đúng rồi. Làm gì? Đi ngủ với người ta để lấy 3.000 đô. Ủa? Ghê dữ trời. Sao con biết? Con... Ủa? Ai nói? Con nè. Bé ba sao? Mẹ làm giống như là con không biết vậy á. Mẹ nè, anh hai nè, rồi mấy em nè theo dõi con chứ gì? Đâu có theo dõi gì đâu, tụi bậy không có. Mà con nói ngủ với người ta mà lấy 3.000 đô là sao? Có bao giờ mẹ bắt con làm mấy cái việc đó chưa bé ba? Nhà mình đâu có túng thiếu tới mức đó. Mẹ thất vọng vì con quá. Mẹ, con biết là mẹ thương con, nhưng mà con cũng tự hổ thẹn với bản thân mình chứ mẹ. Con ra trường 2 năm rồi mà con có kiếm được việc làm đâu. Ăn bám mẹ vậy hoài. Mẹ còn phải lo cho ba đứa em ăn học nữa. Mẹ hiểu được cái áp lực của con, nhưng mà là một người mẹ là không có ai mà chấp nhận cho con mình làm như vậy hết trơn á. Thì bữa nay con mới nói thiệt với mẹ nè. Không, tuyệt đối là không có làm cái nghề đó. Nhưng mà con lỡ giận lời với con Hằng rồi. Nó còn chuyển trước cho con 1.000 đô nữa mẹ. Thì chuyển trả cho nó 1.000 đô rồi không có làm nữa. Không được đâu, nó đe dọa là nó post con ở trên mạng á mẹ. Sao mà con chơi với bạn bè gì bị kỳ cục quá bé ba ơi. Làm sao vậy mẹ? Thì để mẹ đi thay cho mày chứ sao? Thôi, lỡ không làm gì mẹ rồi sao? Thôi. Không sao, mẹ có cách rồi.